phân ưu toàn thể nhân viên và ban biên tập SPTNDC, VATV và Đài Phát Thanh Hoa Thành Đốn đau buồn nhận được tin thân phụ của anh Nguyễn Dương Hà là cựu thiếu tá Nguyễn Mạnh Đức, cựu tham mưu phó chiến tranh chính trị tiểu khu Pleiku, vừa từ trần tại Virginia hưởng thọ 94 tuổi. Nguyện cầu cho linh hồn bác Nguyễn Mạnh Đức sớm được hưởng nhang thánh chúa. Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Nguyễn Dương Hà.